Dạ buổi trưa ngày 23 tháng 6 thì em đang lên xe Em giao cho con bò cái chữa quýp này về cho anh ở Bến Lức Long An nha cô chú anh chị Thì một số anh chị bà con mà đang ở trong phạm vi là Long An với Tiền Giang Mà anh chị muốn mua bò qua kênh kem Thì anh chị có nhắc máy gọi trực tiếp ngay cho em để chúng ta lại chốt bò nha anh chị Bây giờ em cũng xin phép là em sẽ uh, lên xe và giao cái con bò này về cho anh nha Em chào cô chú anh chị ha Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ em nữa nha cô chú anh chị